Đó. Bóng quá. Ông nó vớt bỏng đi ạ. Vớt bỏng đấy. Bóng mà. Ồ thì à. À lấy tay gót lên là lên. Sai. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Hôm nay mùng 10 tháng 10 các bạn ạ, Tết cơm mới đấy, Tết gọi là Tết cổ truyền, một trong những ngày Tết trước khi mà đến Tết Nguyên Đán ấy, thì mình đang đi vào trong mấy nhà em này ăn Tết ở trên gọi là Thanh Văn của xã Tân Hoa này, đi ăn bánh dày các bạn ạ. Tết này Tết cơm mới thì phải có bánh dày. Bánh chưng thì cũng có, nhưng mà Tết này Tết là Tết cổ truyền dã bánh dày đấy các bạn. Ăn bánh dày rồi xong rồi mình và các bạn sẽ cùng đi thăm đồi vải nhé, thăm táo ở khu vực trong này nhé. Đó, và đặc biệt là khu này thì chăn nuôi các thứ rất là ok đây, dê bò ngựa, gọi là làm ăn về cây vải này thì rất là ok này. Cây táo cũng rất là nhiều, cây táo thì ở phía ngoài các bạn ạ. Đó, vải ở trên này thì đồi thì lộc cũng rất là đẹp luôn đấy. Còn lại chăn nuôi thì có ngựa bạch này, có dê này và một số bò nữa đấy. Nói chung là cũng rất là ổn luôn. Ồ, vải còn chưa khoanh, gần khoanh được rồi mà cậu em mình chưa khoanh nhé. Còn lát ở vườn táo ở phía ngoài kia rất là đẹp luôn. Thì tí mời các bạn sẽ cùng ra thăm táo nhé. Đây, mình mở cửa để vào nhé. Mình mở cửa vào để xem dê thế nào, bắt từng con một nhé. Vì hôm nay cậu em thì đang thịt dê phía trong, làm các món dê luôn. Vừa sáng thì gọi là làm một em rồi, và bây giờ làm một em nữa. Ngày 10 tháng 10 đấy các bạn. Đó. Thế là em để chỗ nào? Để cái cây chuối để. Để lên máng, tí nó khác vào ăn đó. À đây à. Đấy, cây chuối đây. Như bây giờ ăn từ giờ đến tối nó hết chỗ này không? Hết á. Ờ. Ô thế vải này chung chưa khoanh à? Anh trên lá này gần khoanh được đấy. À thế à, thế là chắc là mai khoanh à? Chắc bận quá phải không? Đó. Ừ. Đây đổ lên máng này. À. Thế một ngày thì hết mấy cái sòn này? Có nhiều thì cho nó ăn nhiều. À thế là tức là có lên là nó chén hết à? Ờ. Đấy, đã thấy đổ thức ăn lên là một số đã thích rồi. Nó lên chuồng. À. Đây là bên kia có máng đấy phải không em? Có, hai máng. Hai máng à? Thế cỏ voi đợt này hết rồi à? Cỏ voi hết rồi. Đây đang lên lớp mới. Ừ. Khô quá không lên được. Đó. Ừ. Chăn vỗ thêm đây nhỉ. Thế cái chỗ bên kia cũng rào hết lùng quanh hết lại như này rồi phải không? Ừ. Ý. Dê được nhiều hết đấy. À. Có khi cà của nó to kia nhưng mà thịt xong rồi mình kiểu khò khò nó lại co lại nhỉ. À thế à? Nhưng mà 6-70 cân là dê lai à? Pha pha. Ừ. Ừ. Cái cà kia cũng 31 cân đấy. À, 31, còn 31 cân cơ. À, thế à? Ừ.
Ừ, con tai nó to nhỉ? Ngày xưa nuôi con dê cỏ đây này, tai nó nhỏ, còn con bách thảo là tai nó to tướng nhỉ? Nó kiểu tai cừu ấy nhỉ? Bài trên này thì lọc đang rất là đẹp luôn. Thế là mình cũng phải đuổi hay là cứ con nó tự lên em? Đuổi anh ạ. Phải đuổi lên à? Mỗi cái máng một cái sọt đấy. Đó được rồi. Đây, em mới làm xong đây rồi. Đó. Một bao. Bây giờ em này là hơi còn móc còn bao nhiêu? 14 15 cân à? Mang cả xương xuống à? Nấu cao á? Nấu cháo á? Ừ. Được anh nhỉ. Đây. Ô thế con này được có bằng này tiết đấy ở em? Trúng. Bằng này tiết đấy á? Thế tiết này. Cái đấy cửa thẳng trong hàng. Lòng á? Đây. Thì có ngừng đi. Cái này là lấy sụn nhưng mà sụn của lợn lợn cái gì? Tiết canh dê đây nhỉ? Cả một con được bằng này đấy á? À đây. Thời tiết thì mấy hôm nay nó cũng bớt giá hơn rồi các bạn ạ. Bớt giá hơn rồi. Đó. Wow. Những cây táo bỏ hoang ở vườn vải không một tí tưới nào luôn này, nhưng mà quả thì rất là nhiều luôn. Không những là nhiều mà lại còn to nữa các bạn ạ. Chẳng chăm bón gì luôn. Ở trong này một số anh chị em như chắc là bỏ hoang thì phải, chẳng trống, chẳng giàn, chẳng dậu gì cả. Nhưng đây, Đài Loan các bạn nhá. Quả thì rất kể ra cũng rất nhiều quả to và đẹp đấy chứ. Đây, bóng này các bạn này. Tất nhiên là có tưới, có bón phân. Đây các bạn này, gốc đây. Đó. Có phân kia màu xanh xanh kia, phân đầu trâu kìa. Nhưng mà tưới chỗ đây chắc phải tuần trước rồi. Đất rất là khô. Tất nhiên rồi, nếu cái này mà tưới gọi là đẫy vào nữa, tưới nước đủ ẩm nữa thì ok nhé. Đây còn chỗ này thì quả nhỏ nhỏ này. Chỗ này thì quả to to này. Đó. Đấy, không tưới mấy đấy. Đây còn giống như kiểu là giải cái này ra để lấy nước mưa ấy. Chắc chỗ này không có nước nhiều, suối ngay đây nhé, ít bơm. Lấy nước mưa, lấy nước trời tự nhiên này. À, thử đi sâu vào phía trong này xem mấy vườn này cụ thể táo lão thế nào nhé. Táo chẳng chăm gì cả. Cây cứ dựng đứng luôn đấy. Dựng đứng như cột đình ấy. Gọi là gầy gầy một cái vòng ra để bón phân này, nhưng mà khô hết rồi ấy. Đó, đây. Quả đây. Đó, cũng ổn đấy chứ. Đó. Ở trên này thì đa phần đến khoảng tầm 99% hoặc 98% là táo Đài Loan các bạn nhé. Táo Đài Loan. Lượng quả thì quả to cũng ok rồi. Ở phía dưới này thì có một số cây mới trồng này. Đây, thăm một số cây mới trồng và có cây đào vàng nhé. Và táo chua hay táo gì ở dưới này đây. À, chúng ta sẽ cùng xuống nhé. Cây táo này là cây mới trồng này. Hôm nay thì đã mình nhận được cái những hình ảnh của anh Tâm tại táo tại Cà Mau nhé. Táo trong của anh trồng cách đây khoảng tầm 3 tháng thôi, nhưng cây nó còn to hơn thế này và quả nó sai sai xúc sai xiển luôn nhé. Đây còn cây này là cây gọi người miền Bắc của mình nhé. Vườn này là ít chăm. Còn các bác cái chăm thì cây nó cũng to đến vươn cả 4-5 mét rồi ấy. Đó. Đây, còn bên này là đào vàng đấy các bạn. Đó. Cây đào vàng cổ thụ luôn. Wow. Chắc một số cũng đã chín rồi các bạn. Đây. Đó. Đây mình mời các bạn nhé. Quả đào vàng này. Đào vàng này. Táo chua này. Cũng là chăm bón, cũng có nước non đây nhưng mà. Ó, cây này cây cổ thụ lắm. Cổ thụ gốc bự. To. Thơm mà ngon quá. Đây còn cây mới trồng. Cây táo xuân mới trồng các bạn. Quả đây.
dịch sang bên kia một chút nữa thì táo sẽ cực nhiều nhé. Nhưng mà mình đi quanh quanh ở đây thì thấy là cái lượng chăm nói chung là cũng bập bõm các bạn. Còn cơ bản là mời các bạn ăn quả đào vẹt tại vườn luôn của các bác ấy. Ngon quá. Nó thơm. Còn như cây này thì có lẽ cũng được tầm 5-7 cân quả các bạn ạ. Đó, đây những quả toàn bộ là quả to nhé các bạn nhé. Những quả cây treo kia là quả to hết đấy. Nhưng mà chắc là nước non rồi, phân bón các thứ là cũng kém. Nên là thứ nhất là cây nó rất là nhỏ, và hai là lượng quả thì không được bóng lắm nhé. Đây, quả to. Đó, đây. Đó. Đây. Tương đối là sai phải không các bạn? Cái chùm cái 2, 4, 6, 8, 10 cây này phải cân cân quả hoặc cân rưỡi quả. Đó, một cây nhỏ nhỏ thế thôi. Đấy, còn bây giờ chúng ta thế là cái vườn này là của bác ấy, trước đây trồng cam bưởi nhưng mà cam bưởi chết hết rồi. Táo thì gọi sen sen ở rìa rìa một chút thôi. Đấy, còn phía bên này thì đây. Wow, táo xuân cũng rất là ok đấy các bạn. Đó, đây, quả nhiều quá. Còn các bác cũng đã treo xua đuổi ruồi vàng rồi thì các loại khác nữa. Quả này. Đấy, cái mùa hanh ở chỗ mình này không có nước là nó nhanh khô lắm. Đây, quả đây. Đấy, táo ở đây thì cũng là cái cây mà bà con cũng đã bắt đầu vào chú trọng và đầu tư nhé. Chú trọng và đầu tư thôi nhưng mà cũng làm chưa nói chung là chưa toàn tâm toàn ý cả. Đó, đây, quả thì cũng rất là đẹp rồi. Đấy, các bạn, đây, quả đây. Sai quá các bạn ạ. Một số quả chín cái chuột còn ăn rồi, chim còn ăn rồi. Cây chỗ này thì các bác cũng đã gọi là đã tưới một chút thôi nhưng mà khô lắm, đất cực kỳ khô này các bạn nhìn này, đất nó khô trắng luôn này. Đó. Hai nữa là đặc biệt nhá, năm nay cái dẹp này các bạn nhìn này. Cái dẹp này không phải dẹp sáp đâu mà gọi là dẹp bông sơ nhá. Lượng năm nay nó phát triển cực kỳ nhiều đấy bác này, bác ấy chưa trừ này. Nó lan cực kỳ nhanh luôn. Hôm trước thì mình cũng đã có một trong cái video về dẹp sáp ấy, thực ra là nó một cái dạng mới luôn, dọc bông sơ. Trị thì phải thuốc đặc trị nhé, thuốc thông thường rất là khó chết luôn. Quả nó sẽ đái ra quả đen luôn ấy, và nó lây ra cả chùm cả cành luôn này. Đây đây bắt đầu thoáng bị này. Và năm nay ở khu mình nó cực kỳ nhiều cái dẹp bông sơ này nhé, nhiều lắm các bạn ạ, cực kỳ nhiều luôn. Đây, đất thì khô cứng luôn rồi. Wow. Đó. Xài. Và rất là đẹp. Cây thì nó không được mướt, quả thì không được ấy do là khô quá đây các bạn. Nhưng vẫn quả vẫn cứ đẹp. Đó. Ở riêng cái dẹp bông sơ thì các bác các anh chị cũng lưu ý là phải xử lý nhé. Không xử lý là nó lan cả vườn luôn đấy. Mà không xử lý được nhanh là hỏng quả. Đấy là mất ăn, đấy kiểu thế. Nhưng chỉ còn đốm đốm nhỏ nhỏ thôi, theo kiểu nó lại lan theo gió ấy. Đó, thì các bác anh chị em cũng hỏi rất là nhiều. Đặc biệt là thuốc thang thì một số anh chị em như ở Vĩnh Phúc, Hà Nội, một số nơi các anh chị em không có xử lý mấy lần nhưng không chết, thì mình cũng đã gửi cho các anh chị em thì xử lý đã ok rồi các bạn nhé. Đấy, dẹp bông sơ, trắng quả luôn, trắng cả đầu cành luôn ấy. Nó lên rất là khủng khiếp. Thì ở chỗ này thì mình đã thấy loáng thoáng bắt đầu có rồi nhé. Đó. Mấy cái cây này thì quả cực kỳ to các bạn ơi. Quả nó nhiều lắm ấy, nhưng mà vì các bác cái chăm nó không đến nơi đến chốn nên cây nó rất là yếu này và sai quả này. Các bạn nhìn này, quả này. Quả này. Khủng khiếp không? Cực kỳ nhiều quả nhá, lá còn ít hơn quả. Thế nhưng mà để nó độ mướt quả, độ xanh quả thì không có đâu. Ôi, nhìn toàn thấy quả là quả thôi, lá còn rụng hết rồi cơ.
ở bên dưới thì còn có vải nữa. Đấy, chăm cả vải nữa. Táo thì như kiểu là ăn ké cùng thôi. Đấy. Đó, cái bể nước di động này, để cái chỗ này để lấy nước đây các bạn này. Hứng để lấy nước mưa hoặc là bơm nước ra để xong để tưới dần đấy. Đấy, làm bể nước di động. Đến chỗ mà không có nước thì các bạn cũng phải lưu ý là phải xử lý làm bể nước nhé, để được thu hoạch nhé. Chứ không tưới là quả không thành đâu. Đây là lấy nước bể nước di động để tưới đây. Cây thì nhìn nó sơ sát luôn, nhưng quả trên cây thì nó đeo nhiều thế. Tất cả các loại tất cả các cây đây đều cảm thấy rất là ok, nhưng mà mỗi tội là chăm nó không được đến nơi đến chốn thôi. Còn phía bên này thì gần như còn bỏ nguyên là như thế đây. Đấy, chỉ có một rắc một lần phân đây này các bạn này. Đó. Tại vì thực ra nếu ăn một loại cây thì ok, nhưng ăn hai loại cây thì nhiều khi là khó làm hơn các bạn ạ. Vải khó làm hơn. Ví dụ như bây giờ mình tưới táo, bây giờ mùa này là mùa mà cần nước. Vải thì lại không cần nước. Đấy, tức là vải thời điểm này có nước là nó ra lộc. Ra lộc là không có hoa là mất mùa. Nên là hai cây đối nghịch nhau này trồng với nhau thì nó rất là khó. Nên nhiều khi lại bỏ hoang, không muốn tưới nữa, không muốn kích nữa vào để cho ăn vải. Thì táo nó lại kém quả đi, kiểu như vậy. Đó, thì trong cái hôm nay, trong cái ngày mùng 10 tháng 10 đấy, có bánh dày đang giã ở phía ngoài rất là nhiều. Lát mình mời các bạn sẽ cùng các bác trải nghiệm giã bánh dày Tết nhé. Vừa thăm vườn táo, vừa thăm vườn cây. Và gọi là cái kinh nghiệm lấy nước ở những cái nơi mà không có nước hoặc là khó nước ấy, thì các bác một là bơm nước ra trữ nước ở trên cái, lấy cái túi bóng bạt nhựa này ở chỗ này thấp này, che đậy như này này. Chỗ này có lẽ là tưới dùng hết rồi này. Đây, nước tưới dùng hết rồi, bên kia lại lấy rãnh một rãnh nữa. Thì các bác có thể dùng để trữ nước tưới táo thời điểm này nhé. Táo rất là cần nước trong cái giai đoạn mà thúc quả lớn quả thế này. Đó. Và hai là các bác thăm vườn chú ý dẹp bông sơ thời điểm này nhé. Còn như là thuốc thang về các loại như là ruồi vàng, nhện đỏ này, bệnh của táo này, các bác cũng để ý, bởi vì thời điểm này bắt đầu là thời điểm mà cái bệnh phấn trắng ấy, nó rất tương đối là nhiều, bệnh thân phấn trắng ở quả táo. Đây, đây mình kéo luôn này. Đây là đã phun gọi là lui rồi này. Đây nhá, mình bẻ luôn cả cái quả này xuống này. Đây. Đây, quả này là quả phấn trắng đã phun, đã lui rồi. Nó đóng vảy vào quả này, sau nó sẽ sần như quả hồng xiêm ấy, và ăn nó sẽ rất là ngọt. Nhưng mà mã nó sẽ kém hơn này. Đó, và quả nó không được bự, không được bóng quả. Đó, thì các bạn cũng để ý xem nhé. Tất nhiên là hết giai đoạn này thì gần như là bệnh phấn trắng nó sẽ hết. Chỉ còn lại là các loại như là nhện đỏ chuẩn bị bùng lên. Đó, các bác cũng để ý như vậy. Đấy, thì trong cái video hôm nay thì gửi đến các bạn các chị một chút cái tình hình về táo lão như vậy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên phải đi ăn bánh dày cùng bà con anh em nhé. Đây. Bắt đầu một cối từ nãy thì được tổng là 7 cối rồi chị. Cối này cối thứ 8 à? Đấy, nhà đông con nên. Đấy, đâu em thử xem nào. Đấy, cổ truyền. Wow, đó. À, công tác chuẩn bị luôn. Thực ra là có cối nhá, cối úp luôn đây này các bạn này. Cối úp luôn tại đây nhé. Thế nhưng mà không giã bằng cối. Bây giờ trước đây khi bảo phải có chày có cối, nhưng giờ không cần đâu, chỉ có búa thôi. Đấy, búa và bao đấy. Không cần chày, không cần chày, không cần cối, vẫn có bánh, vẫn giã. Đấy, công tác gọi là khui xôi. Đẹp chưa? Đẹp nhà gì? Gốc từ quả gốc các bạn chị. Nguyên liệu an toàn. Nào anh đạo khai trương trước đi nào. Tôi chày cối mới đi nào. Xuống đi. Anh không, anh tí tí em phải khai đao thì anh mới hoàn thiện. Em mở hàng đi. Mở hàng đi. Thì nói chuyện
Xỉu dã từ sáng đến giờ mà không xỉu. Đấy. Đấy. Bắn rồi. Rồi nha. Vừa vừa thôi em ơi, không được. Đấy. Đấy. Có dây chun tụt ra rồi em ơi. Rồi. À. Đấy. Dã từ từ. Đập này thực ra là nó không bay hơi được chị nhỉ. Đấy. Bay không đáng kể. Đó. Đập lên cái túi bóng là rất là nhanh luôn. Gọi là chuyến cuối đây. Còn đây là nhân này này. À, có nhân đường và nhân đỗ. Đập một lát là hết hình hạt gạo rồi, ok. Xỉu đập rất khỏe nhá. Được cái là dã chuyên nghiệp, cỗ này là cỗ thứ 8 rồi nên là có kinh nghiệm lắm. Đến thời điểm này dã là nghe tiếng to rồi chị nhỉ, tiếng bụp bà bạp rồi. Đó. Đấy thì chỗ quê các bác có dã như dày không? Đấy, còn chỗ mình đây thì cũng là cũng ít hơn đấy các bạn. Đấy, khu vực cao cao trên này thì các bác còn dã nhiều, thì là thực ra là lúa gạo không còn trồng nữa nhưng mà vẫn gọi là đong gạo nếp để dã. Còn bình thường trước đây là cơm mới là ngày mùng 10 tháng 10 thì bao giờ cũng dã. Xin mời các bạn và chào các bạn. Thế là dã được mấy mẻ rồi chị? Mấy nồi á? Năm nồi rồi. Thế toàn các chị em dã bằng cái này thôi à? Thế bây giờ còn dã đâu, em thử dã thử nào. Đây á? Ô, cứ thế này thôi à? Ồ thế à? Thế cũng dễ nhỉ? Dễ như ăn cháo à? Dạ. Cứ chày xong rồi che nhỉ? Đây là bánh dày gấc nhỉ? Năm cối rồi. À, thế là hết cối này sẽ còn cối nữa à? À vâng, rồi thế thì thế là dã một cái cối này có lâu không ạ? Ô thế thôi cũng đơn giản nhỉ? Vâng. Vâng. Ông vớt bỏng đi ạ. Vẫn bỏng đấy. Ồ thì à? À lấy tay gót lên là lên. Cái này chưa làm thì ở ngoài này. Cái bên làm rồi. Làm được bánh đường ấy. Làm một cái bánh đỗ nữa chứ. Đúng rồi. Làm được bánh đỗ ấy.